Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chiến dịch gom góp tài chính để lật Nguyễn Phú Trọng. Phạm Minh Chính đang làm cách nào? Tham vọng của ông Phạm Minh Chính là rất lớn. Chiến dịch gom tiền mua sự trung thành, từ sự trung thành tập hợp thế lực thành một lực lượng mạnh, đấy là chiến thuật. Sự móc nối với Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam cho thấy tham vọng cực lớn của ông Phạm Minh Chính. Ngoài Sun Group của Lê Viết Lam và VinGroup của Phạm Nhật Vượng thì ông Phạm Minh Chính còn móc nối với nhân vật thứ ba. Nhân vật này móc nối với những thương vụ mua bán vũ khí hàng tỷ đô la cho Bộ Quốc phòng. Đó chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn khá phức tạp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho người lần ra đầu mối. Phải có đầu mối lần tới bà này thì mới thu thập được tài liệu về Phạm Minh Chính cho được. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh và 14 người có liên quan. Nhóm này bị buộc tội có sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị giáo dục xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh. Trong 15 đối tượng ấy, nhân vật Nguyễn Phú Trọng nhắm đến không phải là cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mà là nhân vật khác. Nhân vật này tưởng như vô danh tiểu tốt nhưng lại cực kỳ quan trọng. Đó chính là Hoàng Thị Thúy Nga, một cánh tay thân tín của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hoàng Thị Thúy Nga là người vô danh tiểu tốt nhưng được tách ra nhốt riêng. Cô này bị nhốt tại trại giam của Công an tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty IEC, còn Hoàng Thị Thúy Nga là nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty IEC. Bắt Hoàng Thị Thúy Nga là nhắm đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài hai doanh nghiệp hàng đầu là VinGroup và Sun Group, thì nhân tố Nguyễn Thanh Nhàn cũng vô cùng quan trọng trong mối quan hệ cá nhân của ông Phạm Minh Chính với các thế lực trong và ngoài nước. VinGroup, Sun Group và Ba Nhàn là ba nhóm thế lực quan trọng gom góp tài chính và các thế lực chính trị, quân sự để ủng hộ ông Chính thay thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Ông Chính cho rằng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bộ đội già và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì non nớt, trẻ con, không thật chấp. Gia đình ông Chính dường như đã chuẩn bị tinh thần là ông Chính sẽ lên thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian sắp tới. Cả nhà, cả họ và liên minh Thanh Hóa đã trỗi dậy, bắt muôn dân phải phục vụ. Đây là hình ảnh khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh là để nhắm vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo trang báo của nước ngoài Haaretz, các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí của Israel sang Việt Nam đã đạt được hơn 1 tỷ đô la. Một trong các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện vẫn đang còn trong quá trình thảo luận là công ty AIR của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo OPEC hay còn gọi là Horizon. Thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá đến khoảng 550 triệu đô la. Theo trang tin của Israel Defender, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là trung gian kết nối của công ty AIR Israel với phía Việt Nam. Ngoài AIR, hai hãng khác cũng cạnh tranh cung cấp thiết bị này cho Việt Nam là Airbus và Thales. Bà Nhàn đã kết nối với AIR với Việt Nam qua đại diện của mình ở Israel là Hyatt vào khoảng năm 2018-2019 và hãng AIR đã có thư đề nghị chính thức cho Hà Nội. Theo Israel Defender, thì thiết bị của AIR không bằng thiết bị của Thales về mặt công nghệ nhưng được chính phủ Israel hậu thuẫn. Đây là hình ảnh Hoàng Thị Thúy Nga được xem là đầu mối lần đến sai phạm của ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là môi giới nhưng thực chất đấy là trung tâm nhận giá trị lại quả hàng trăm triệu đô la từ các hợp đồng vũ khí. Qua tay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tiền lại được phân phối để mua chuộc phía Bộ Quốc phòng, trong đó có sự giúp sức của tình báo phía nước ngoài có tham gia thương vụ mua bán này. Các cơ quan ban ngành của Đảng và Nhà nước, VinGroup và Sun Group là đầu mối phân phối tài chính đen gây ảnh hưởng cho Phạm Minh Chính. Còn ở Bộ Quốc phòng, chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn đảm nhiệm chức năng giải tiền. Đấy là chiến lược thu gom tài chính để tấn công vào ghế Tổng Bí thư của ông Phạm Minh Chính. Tài liệu mật này còn rất dài, Thời báo.de cũng sẽ cung cấp thêm chi tiết ở các bản tin sau để phục vụ quý vị. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ép nút cục hận 18 tháng, cơ hội đến
Lương Cường có dám quật Phan Văn Giang hay không? Vụ án Việt Á đang tạm lắng sau khi đã thiêu rụi hàng loạt những nhân vật lớn nhỏ. Tổng cộng hơn 70 người đã dính chàm, trong đó có 2 cựu bộ trưởng, 1 cựu thứ trưởng. Vụ án này được xác định là ngòi nổ đang dẫn tới Bộ Chính trị. Trước mắt thì ít nhất 2 nhân vật trong tứ trụ có liên quan, đó là Phạm Minh Chính với Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài tứ trụ, nhân vật to nhất có liên quan đến Việt Á là Phan Văn Giang với vai trò là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang đã để cho Học viện Quân y tạo ra nghiên cứu giả, giúp cho Việt Á lừa gạt người bệnh trên toàn Việt Nam. Và vụ Việt Á, nếu đối thủ chính trị của ông Phan Văn Giang biết lợi dụng thì có thể quật được. Vậy đối thủ chính trị của Phan Văn Giang là ai là câu hỏi đang được đặt ra. Đó chính là Lương Cường, đang là Ủy viên Bộ Chính trị, nắm Tổng cục Chính trị. Nếu Phan Văn Giang xảy chân thì rất có thể Lương Cường sẽ lên thay. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang đang đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Trước đại hội lần thứ 13 khá xa vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng trong Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường. Tuổi của ông Ngô Xuân Lịch tính đến năm 2021 là vượt quá 65 tuổi, xem như không còn cơ hội để giữ chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lúc đó ông Lương Cường là người mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu để giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên, đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã diễn ra vào tháng 12 năm 2020, thì trong Bộ Quốc phòng nổi lên một nhân vật mới, đó là Phan Văn Giang. Khi đại hội lần thứ 13 diễn ra, cả ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đều trúng cử vào Bộ Chính trị, và lúc này Bộ Quốc phòng xuất hiện 2 con hổ. Như vậy, chuyện đấu nhau tranh giành chức Bộ trưởng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sau thời gian đấu nhau thì Phan Văn Giang đã thắng và giành được chiếc ghế Bộ trưởng. Còn Phan Văn Giang thắng nhưng ông Lương Cường lại phải ôm cục hận ngồi lại chiếc ghế cũ. Về ghế Tổng cục Chính trị của ông Lương Cường thực tế là dưới quyền ông Phan Văn Giang, trong khi ông Phan Văn Giang lên đại tướng sau ông Lương Cường những 2 năm. Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021 chứng kiến lần đầu tiên từ rất lâu hai lãnh đạo quân đội cùng một lúc được bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phan Văn Giang lúc đó là Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu vào danh sách có 18 thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam lúc đó. Đây là hình ảnh ông Lương Cường chưa thể quên thất bại lần trước Phan Văn Giang cách đây 2 năm. Sang Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8, ngày tháng 6 năm 1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu khi đó tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Lúc này, ông Lê Khả Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ của Trung ương. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Văn Trà cũng được bầu vào Bộ Chính trị lúc này. Thế là cuộc chiến xảy ra. Đoàn Khuê luôn hăm he đe dọa đoạt ghế Bộ trưởng. Cuối năm 1997, Đoàn Khuê bị ngã bệnh bí ẩn, buộc phải nghỉ hưu và ông Phạm Văn Trà thay thế vào tháng 12 năm 1997. Cũng tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 1997 khi đó, ông Đỗ Mười đã chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư thay thế bằng ông Lê Khả Phiêu. Nếu không, để ông Lê Khả Phiêu lại trong quân đội thì khó tránh cuộc chiến tranh giành giữa Lê Khả Phiêu và Phạm Văn Trà. Đây là hình ảnh vụ Việt Á là tử huyệt của Phan Văn Giang. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay rất hiếm khi có cả hai ủy viên Bộ Chính trị. Vì hai ủy viên Bộ Chính trị thì xảy ra sư tử đấu với nhau trong nội bộ. Hiện nay Lương Cường đang ôm cục hận to tướng và ông Cường đang chờ thời. Chờ cho tới khi ngọn lửa Việt Á cháy đến chiếc ghế của Phan Văn Giang thì Lương Cường có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Vì thế hiện nay, nhiệm vụ của Phan Văn Giang là phải chống lại ngọn lửa của Việt Á, nếu không thì sẽ bị Lương Cường quật không thương tiếc.